Anh chị em ha, hôm nay quay cho các bác chị em xem mấy cái động cơ mới về của anh chị. Xin chào các bác chị em ha. Hôm nay quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ Yamaha 3T75 27 ngựa, tua 3.600. Máy mới, cực kỳ luôn. Đầy đủ tiện nghi quá chị em ha. Đấy. Bơm dầu, bơm lực dầu gì, tắt điện đầy đủ anh em. Đấy. Máy đẹp mê hồn không? AT75, con này xuống vỏ chạy ác đạn của ly. Máy này xuất sắc quá nha, bộ đèn kính mê hồn luôn. Để máy con. Để máy cho bác chị em tham khảo tiếng máy, thấy nó có ok thì em hỏi giùm em ha. Máy này hai mấy cành quá nha, dễ xài. Đấy. Êm quá anh em, rất là êm ha. Có chế nước anh em, có chế nước đây rồi, cho nên chạy thoải mái, khỏi có lấy dầu đi, khỏi có lo nghĩ gì quá nha. Anh em thì toàn tuyển những cái động cơ mà nó chất lượng còn cao quá nha, để bán cho bác chị em ha. Đây, chạy chứ là xe lâu xe bàn, đấy. Rồi, em cảm ơn các bạn xem rất là nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn xem video tiếp theo nha.